Sáng nay, đoàn kiểm tra số 1 của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở thành phố do trưởng Ban dân vận Thành ủy Lê Văn Trung làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại chi bộ Ban quản lý dự án lưới điện miền Trung. Theo báo cáo, quá trình xây dựng triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đã được chi ủy công đoàn, người sử dụng lao động quan tâm, cấp công đoàn quán triệt và phối hợp triển khai thực hiện khá hiệu quả. Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đã được kiện toàn, củng cố và hoạt động đi vào nề nếp. Nhận thức của người lao động, người sử dụng lao động và cán bộ công đoàn được nâng lên, tạo chuyển biến tích cực về vai trò ý nghĩa của thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Qua nghiên cứu các tài liệu, thành viên đoàn kiểm tra ghi nhận báo cáo của cấp ủy đảm bảo theo đề cương, nhất là sự quan tâm của tổ chức đảng đối với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại đơn vị. Công tác phối hợp giữa người sử dụng lao động với ban chấp hành công đoàn chặt chẽ, đảm bảo theo các quy định. Bên cạnh đó, thành viên đoàn kiểm tra đề nghị cần quan tâm hơn về công tác đối thoại, tổ chức đối thoại thường xuyên và đối thoại khi có vấn đề để trao đổi thông tin, giải quyết vướng mắc với người lao động.